Bát mì đùi gà. Vâng ơi. Ơi, cậu đến chơi đấy à? Mình mãi quá không để ý. Tớ có cái này cho cậu đây. Cái gì thế? Cũng sắp đến ngày cậu lên kinh ứng thí rồi, mà cậu lại chẳng có bộ quần áo nào tử tế. Hôm trước lên chợ huyện bán thóc, tớ thấy có mảnh vải này, giá cũng rẻ lắm, nên mua cho cậu may tạm. Thôi chết, giá rẻ cũng phải bằng mấy chục đấu thóc rồi. Nhà cậu cũng có khá giả gì cho cam, tớ mặc gì đi thi mà chẳng được. Cứ nghe theo lời tớ, cậu đi may lấy một bộ cho bằng người này người kia. Chúng kinh thành chứ không phải ở quê mình đâu, ăn mặc rách rưới quá rồi người ta cười cho. Cậu nhận lấy cho tớ vui. Cậu chỗ bạn bè không phải khách sáo làm gì. Có khó khăn gì cậu cứ bảo mình. Sau này khi cậu đỗ trạng nguyên, đến lúc đó tớ cũng được hưởng phúc cơ mà. Mình ơi, mình có chuyện gì mà mình hớt hơ hớt hải thế? Tôi mới nghe tin quan huyện sắp được bổ nhiệm về đây là anh Văn đấy. Thế nào anh ấy cũng ghé chơi nhà mình. Mình nói anh Văn ấy hả? Thật vinh dự quá, anh ấy đã đỗ đạt công danh về làng rồi đấy. Nhưng nhà mình cũng chẳng còn gì thiết đãi anh ấy. Có ít gạo, tôi đang nấu ít cháo cho các con. Mình cứ sang bác ba vay tạm ít tiền, mua con gà về chặt ra nấu bát mì. Hồi xưa cả tôi với anh Văn đều thích ăn mì lắm. Vâng, để tôi đi ngay không muộn mất. Thế là bao nhiêu năm chúng ta mới gặp lại nhau. Không biết người bạn nối khố của mình có thay đổi gì không? Thôi đến đây được rồi. Các ngươi cứ về trước đi. Đây là nhà bạn nối khố của ta. Đã lâu ta cũng không gặp. Muốn hàn huyên thoải mái một bữa. Vâng ạ. Anh Sáng có nhà không? Ôi, quý hóa quá. Mời ông bà vào nhà. Anh cứ gọi tôi là Văn như trước cho nó thân tình. Vâng, thế tôi cũng không khách khí. Mời hai vợ chồng anh ngồi dùng tạm bữa cơm nhà quê. Nhà quê chẳng có gì sang trọng thiết đãi. Mời hai vợ chồng anh dùng tạm ạ. Vâng, cảm ơn anh. Đúng là bạn nối khố. Vẫn nhớ sở thích ăn uống của nhau là quý lắm. Nào, tiền chủ hậu khách. Mời chủ nhà dùng trước cho chúng tôi tự nhiên. Được rồi, mời cả nhà dùng tự nhiên nhé. Anh này, thật chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả. Sao em không ăn đi? Không hợp khẩu vị à? À, có lẽ đi cả ngày đường nên em hơi mệt. Cả nhà cứ dùng tự nhiên đi ạ. Phải đến chục năm rồi, tôi với anh mới được hội ngộ thế này đấy. Nâng ly chúc mừng cho thành công của anh nào. Có chuyện gì mà từ lúc ở nhà anh Sáng về, mình có vẻ không vui vậy? Cái anh bạn của mình chẳng có lễ phép chút nào hết. Đằng nào mình cũng là người có chức có quyền. Khi mình mời anh ta dùng tô mì ấy trước, thì đáng lẽ phải mời lại anh để tỏ lòng cung kính với bậc bề trên mới phải. Đằng này lại ăn như hổ đói bao giờ. Thế thì em không hiểu chuyện rồi. Hiểu chuyện gì cơ? Thế thực chất, việc tôi nhường cho anh Sáng tô mì ấy là gì? Thì để dùng bữa chứ làm gì nữa. Đấy, cái chính cũng chỉ là dùng bữa thôi. Thì hà tất phải để ý đến chuyện thất lễ hay không ở đây. Tôi ăn trước cũng là dùng bữa. Anh ấy ăn trước cũng là dùng bữa. Thì việc gì phải kẻ nhường người đấy. Nếu anh ấy cứ nhường qua nhường lại, thì thật chẳng phải thật lòng mà là khách sáo rồi. Tôi với anh bạn ấy là bạn nối khố bao nhiêu năm nay. Hồi xưa anh ấy nhường cho tôi từ củ khoai mảnh vải. Giờ đây tôi là người có quan chức. Vậy mà anh ấy vẫn cứ đối đãi tự nhiên với tôi như thế. Chả phải là đáng quý sao? Nhiều người cứ quan niệm cung kính với bề trên là một biểu hiện của lễ độ. Xưởng gốm. Đố các cậu tìm được chiếc bình thứ hai có màu men đẹp thế này đấy. Ừ,
đúng là chiếc bình có màu men ngọc đẹp thật. Cha tôi đã mua được trong chuyến đi đánh hàng xa. Quà quý nên hôm nay tôi ban biếu thầy. Chắc thầy sẽ rất thích cho mà xem. Các anh không lo làm việc mà túm tụm lại làm gì thế? Lê Tư và Trần Sáu, vào phòng tôi có việc cần trao đổi. Chết, thầy giận rồi. Anh vào liệu lời mà nói với thầy. Mà tiện thể biếu thầy chiếc bình luôn đi. Tôi biết rồi. Không biết có chuyện gì mà nhìn thầy nghiêm trọng quá. Cảm ơn Lê Tư đã tặng thầy chiếc bình gốm quý. Nhưng hôm nay, thầy có việc này muốn bàn với hai con. Trong những người theo ta học việc bấy lâu nay, thì hai con là những người tỏ ra xuất sắc nhất. Giờ ta cũng đã có tuổi và muốn tìm một người quản lý có thể cùng ta gánh vác công việc ở xưởng này. Hôm nay, ta sẽ đưa hai con một đề tài. Nếu ai đưa được đáp án hợp lý, sẽ được chọn. Một đề tài ạ? Vậy bài toán đó là gì thưa thầy? Nó ở đây. Đây là loại bình ngọc lam mới nhất mà chính tay ta làm. Ta định giá nó là 10 quan tiền một chiếc. 10 quan tiền sao ạ? Các con mỗi người phải làm sao bán hết 100 chiếc bình này với giá 10 quan trong vòng 3 ngày. Đó là bài toán ta yêu cầu các con giải. Ngày mai các con hãy cho ta câu trả lời xem có thể bán được hay không. Dựa vào câu trả lời của các con, ta sẽ đưa ra quyết định lựa chọn. Chiếc bình ngọc lam này đúng là khá đẹp, nhưng mà với giá 10 quan chưa chắc bán được 10 chiếc. Đằng này đòi bán những 100 chiếc thì phải làm sao đây? À đúng rồi, phải nhờ ba mua giúp. Ba mua được với giá bao nhiêu thì mua, còn lại thì bù tiền vào. Ba là lái buôn, thiếu gì tiền. 1.000 quan tiền bỏ ra đổi lại được thầy cho tiếp quản xưởng gốm này thì là đầu tư quá sinh lãi còn gì. Còn Trần Sáu thì chẳng phải lo, nhà hắn nghèo khố rách áo ôm, lấy đâu ra tiền mà bù vào chứ. Câu trả lời của các con đây. Hãy cho ta biết ý các con như thế nào. Thưa thầy, con nghĩ chiếc bình của thầy quá hoàn hảo, bán giá 10 quan là quá hợp lý. Con cam đoan là sẽ bán hết 100 chiếc bình, không cần 3 ngày mà chỉ cần 1 ngày là xong ạ. Tốt, tốt lắm. Thế còn con? Thưa thầy, con nghĩ chiếc bình này chỉ có thể bán được tối đa là 3 quan tiền là cùng. Biết ngay là hắn không thể bán được mà. Vì sao vậy? Thưa thầy, con đã xem xét kỹ lưỡng chiếc bình. Giá trị của chiếc bình không thể đạt ở mức 10 quan tiền được. Vì thế con nghĩ mình không thể làm được. Còn nếu bán với giá ấy thì... thì chắc con phải đánh lừa khách hàng, may ra mới... Vậy là ý con là ta là kẻ lừa thiên hạ, treo đầu dây bán thịt chó à? Dạ thưa thầy, con không có ý đó ạ. Bởi vì chúng ta không thể làm việc thất tín ấy, nên chắc chắn chúng ta không thể bán được chiếc bình với giá 10 quan. Sao anh dám ăn nói thế chứ? Anh thật là hỗn xược. Thật ra chiếc bình này ta đã dùng một loại men kém chất lượng, và giá thành thật sự của nó chỉ đáng giá có 2 quan. Các con có biết bí quyết để duy trì và phát triển xưởng gốm được như ngày hôm nay là gì không? Chính là chữ tín. Mà để có chữ tín thì phải trung thực các con à. Nhờ giữ được chữ tín mà những bình gốm của chúng ta mới có mặt khắp mọi nơi trong kinh thành này, từ nhà thường dân đến tư dinh của các quan lớn. Ta nói vậy chắc các con cũng biết người ta chọn là ai. Trần Sáu, từ giờ con sẽ là người thay ta tiếp quản xưởng gốm này. Dạ, con cảm ơn thầy. Loại chè thượng hạng. Phải thằng Văn nhà ông Tân kia không? Đúng là thằng Văn rồi. Văn ơi! Nè cậu Văn, cậu từ trên tỉnh về đó à? Nghe nói giờ cậu kinh doanh phát đạt lắm rồi phải không? Dạ, cháu cũng đang định về chuyến này
để đón ba mẹ cháu lên tỉnh cho tiện chăm sóc, phụng dưỡng các bác ạ. Ôi trời ơi, thế thì còn gì bằng. Ông Tân thật là mát mặt. Đó, rõ là gia cảnh vất vả, khó khăn thế mà vẫn cố gắng phấn đấu lập nghiệp thành công. Thật là có chí lắm. Có gì mà xúm đông đủ thế kia chứ. Ồ, thưa ông, kia là cậu Văn ngày trước ở đợ nhà mình cùng con phải không ạ? À? Nghe nói cậu ấy lên tỉnh làm ăn, có vẻ thành đạt, phát tài lắm ông ạ? À? Dạ chào ông Phú. Thưa ông, cậu Văn giờ đã là một thương nhân lớn, có tiếng trên tỉnh rồi đó, thật là tài giỏi. Dạ con chào ông Phú. Thương nhân à, có gì mà phải xôn xao? Dù gì cũng chỉ là một thằng từng đi ở đợ, giải tán hết. Trời, ông Phú giàu có thì cũng chỉ hơn người làng này thôi, chứ ngước lên thì bằng ai mà hống hách. Ngày xưa mỗi lần tên ấy nói chuyện lên tỉnh lập nghiệp thì mình díu cợt. Ê thế mà giờ nó cũng thành thương nhân thật. Không khéo rồi nó lại vượt mặt mà tin tướng với mình. Phải nghĩ cách dằn mặt nó ngay từ đầu mới được. À được, được. Nhà ông Tân thấy mà có phúc. Dẫu nghèo khó nhưng được cậu Văn có chí lớn, thế là được hưởng phúc rồi. Đúng là có phúc khi có được đứa con như vậy. Dạ, cảm ơn các cô, các bác. Chà chà, nhà ông Tân bữa nay đông vui quá. Ồ, ông Phú kìa, chắc lại sang kiếm chuyện đó. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, không lại phải vạ với ông ấy. Quý hóa quá, cảm ơn ông đã đến chia vui với gia đình. Sao lại không qua được. Dù gì thì trước kia cậu Văn cũng từng làm ở nhà tôi phải sang chúc mừng chứ. Lạ thật đó, lão Phú có bao giờ đối xử với ai được thân mật tử tế thế. Mà mới chiều nay lão ấy còn quát tháo dè biểu cậu Văn. Lạ thật. Con cảm ơn ông đã sang chung vui. Mời ông ngồi uống chén nước trà. Đúng là nhà cửa thì lụp xụp, cái ghế cũng chẳng có mà ngồi, thế mà dám định vượt mặt ta. Chà chà, thế là cậu Văn cũng thành thương nhân rồi đó chứ. Đúng đó, còn là thương nhân lớn, có tiếng trên tỉnh nữa mà. Ngày xưa cậu ở nhà ta, suốt ngày đổ bô quét rác, chắc lên tỉnh cũng buôn bán toàn rác rưởi phải không? Ông gọi đó là rác rưởi cũng được, nhưng hình như ngày nào mà ông Phú chẳng ăn cái thứ rác rưởi đó. Đúng rồi, cậu Văn chuyên môn bán các loại chè thượng hạng, đúng loại chè mà cả làng này chỉ có nhà ông Phú có điều kiện vẫn hay lên tỉnh mua về mà. Chiếc váy bị đứt mát. Ừ, tớ đây. Chiều nay 2 giờ gặp nhau ở trước công viên Thủy Tiên à. Ừ, tớ nhớ rồi. Hẹn gặp lại các cậu nhé. Chiều nay đi ăn cưới rồi mà mình vẫn chưa biết mặc cái gì. Cả tủ quần áo của mình chẳng có bộ nào ra hồn. Chào chị. Mời chị vào trong xem ạ. Rất nhiều mẫu mới về đó ạ. Chà, trông cậu mặc bộ này nhìn sang hẳn, rất hợp với cậu đó. Thật vậy hả? Vậy lấy bộ này nhé. Ôi, chiếc váy đẹp thế. Đúng là mặc lên nhìn sang hẳn. Mình cũng muốn có một chiếc váy như thế. Tôi muốn mua chiếc váy giống hệt cô vừa rồi mua. Bao nhiêu tiền ạ? Dạ, giá của nó là 850.000 chị ạ. 850.000 cơ à? Hơi đắt nhỉ? Chiều đi tiệc rồi. Thôi, thêm ít tiền mua cái váy hàng hiệu này, thế nào lũ bạn cũng phải lát mắt lên hết cho mà xem. Thế váy này còn không? Dạ còn ạ. Chị vui lòng đợi em một chút. Em vào kho lấy cho chị ạ. Ừ, phải đúng kiểu, đúng màu như thế nhé. Vâng ạ. Của chị đây ạ. Chị thử đi. Ôi, khỏi phải thử. Trông cô ấy mặc đẹp lắm. Tôi tin là mình cũng mặc vừa. Vậy nếu về nhà chị không ưng ý, chị có thể đổi trong vòng một tuần,
Tất nhiên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, chưa giặt, chưa xé mát chị nhé. Dạ cảm ơn chị. Lần sau chị lại đến với cửa hàng em ạ. La la la, la la la. Giờ cũng không kịp giặt rồi, thôi mặc luôn vậy. Với chiếc váy mới này, bữa tiệc chiều nay thế nào mình cũng nổi bật nhất cho xem. À, phải cắt mát đã chứ. Những tờ giấy vẽ đắt đỏ. Học xong chưa mà đã chơi thế hả Huy? Con học xong lâu rồi mẹ ơi. Bài dễ ấy mà, con làm loáng cái là xong. Đâu, để mẹ xem nào. Đây nè, bài này, cả bài này nữa. Con làm sai nhiều quá. Thế hả? Con là chỉ được cái nhanh nhẩu đoạn. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, là làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm. Con cứ ào ào bừa bãi thì làm sao có kết quả tốt được. Thôi để con làm lại. Đó, thế có phải mất thời gian không? Lại gạch xóa bẩn hết cả vở. Vâng, được rồi, lần sau con sẽ cẩn thận. Sao giấy mới vẽ được một ít con đã vứt đi rồi? Thì vẽ hỏng nên con bỏ đi thôi ạ. Giấy này có đáng là bao đâu mà phải tiếc. Mà con đang khó chịu vì hôm nay điểm vẽ kém thằng Long nè mẹ ơi. Sao lại thế? Con vẽ xấu hơn bạn đó à? Không, con vẽ chẳng kém gì nó. Còn xong sớm nhất lớp cơ. Chỉ không may là con lại vẽ thiếu một bông hoa. Thế là bị trừ điểm. Đó, lại là do con cẩu thả thôi. Thế con mới phải luyện. Cuối năm nhà trường còn chọn ra người đi thi vẽ thành phố. Con phải cố giành cái suất đấy mẹ ạ. À. Mẹ thấy tính con mà thế này á thì khó mà vẽ khá lên được. Mẹ này, không động viên con thì thôi, lại còn nói thế nữa. Mẹ nghĩ là con luyện thế này thì không ăn thua. Mẹ sẽ cho con đến nhà bác họa sĩ này để bác ấy dạy cho. Bác ấy dạy rất hay. Thế ạ? À? Mẹ cho con đi luôn đi. Được rồi. Cháu vẽ xong rồi ạ. À, bác xem giúp cháu với. Ồ, nhanh thế à. Vâng, hôm nay cháu vẽ là còn chậm đó ạ. À. Hôm nay là bác kiểm tra khả năng của cháu chút thôi. Cháu vẽ cũng khá, nhưng mà nét vẽ chưa được mềm mại uyển chuyển. Bác sẽ luyện cho cháu thêm một thời gian nữa thì sẽ ổn. Ơi thế ạ, à? Luyện có nhanh không bác? Nhanh hay không còn tùy thuộc vào cháu. Mà hôm nay cháu xé 7 tờ giấy cộng với tờ này nữa, tổng cộng là 8 tờ, mỗi tờ 50.000. Thế là hôm nay cháu phải nộp 400.000 tiền giấy vẽ. Buổi sau đi học nói mẹ đưa tiền rồi gửi bác nha. Sao giấy vẽ của bác đắt thế ạ? À? Thế lần sau cháu mang giấy của cháu đi được không ạ? À? Không được, giấy của bác là giấy đặc biệt. Nếu cháu dùng giấy khác, bác sẽ không dạy cho cháu tốt lên được đâu. Ôi, vậy ạ? Sao hôm nay cháu vẽ lâu thế? Sắp xong chưa? Dạ, sắp xong rồi bác ạ. À. Toàn bộ giải thưởng lần này, mẹ cho con mua giấy vẽ của bác Tân để luyện vẽ cho cuộc thi quốc gia nhé. Được thôi con trai, nhưng giấy vẽ của bác Tân đắt lắm. Chẳng biết toàn bộ giải thưởng này có mua được nhiều giấy cho con tập vẽ không? Ồ, Huy à, giấy vẽ của bác rất đắt, nhưng để thưởng cho cháu vì đã nỗ lực, cố gắng trong kỳ thi này. Từ nay trở đi, bác sẽ hạ giá toàn bộ giấy vẽ đặc biệt, bán cho cháu bằng giấy thường nhé. Ôi, vậy thì thích quá, chúc cảm ơn bác. Nhưng tại sao lại như vậy ạ? À? Có bao giờ cháu thắc mắc là loại giấy đặc biệt của bác chẳng khác gì so với giấy vẽ thường mà sao lại đắt thế không? Dạ.
cháu phải cảm ơn mẹ của cháu. Chính mẹ cháu đã nói với bác hãy lấy tiền giấy thật đắt để rèn tính cẩn thận cho cháu. Tất nhiên tiền đó bác lại trả lại cho mẹ cháu, và cháu thì sẽ không được biết. Huy à, thành công không chỉ cần tài năng mà cần phải có sự kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong học tập. Nếu con hiểu được điều đó, thầy tin rằng con sẽ còn tiến xa hơn nữa. Vâng, con nhớ rồi ạ. Người tù nhân thành thật. Thưa thống đốc, mời ngài dùng tách trà nóng. Ừ, để đó cho ta. Đã khuya rồi, ngài nên đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải mai ngài phải đi thị sát thị trấn phía Tây từ sớm đó sao? Thị trấn phía Tây vốn là xứ nổi tiếng có những tên tội phạm nguy hiểm. Chính vì thế nên ta muốn xem xét thật kỹ thực trạng ở đó một chút. Có như thế thì mới đưa ra phán quyết ân xá lần này một cách công minh được. Chà chà, đây toàn là những tội phạm nghiêm trọng, ân xá cho ai cũng thật khó. Thật vinh dự được đón thống đốc đến thị sát. Mời ngài vào. Cai ngục Jim, cho ta xuống thẳng khu giam giữ tội phạm luôn đi. Xin mời thống đốc. Nghe nói hôm nay có ngài thống đốc đến thị sát để ban hành lệnh ân xá đấy. Mình phải tỏ ra mình là người vô tội và oan uổng mới được. Đúng thế. Nghe nói thống đốc là một người rất nhân từ. Phải phải. Vậy nên phải tích cực kêu oan vào. Thưa ngài thống đốc, đây là khu giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm của thị trấn. Cai ngục, ông chắc chắn là những tên tội phạm nguy hiểm nhất chứ. Thưa ngài, chắc chắn ạ. Tù nhân, mau xếp hàng trình diện. Các ngươi hãy cho ta biết lý do vì sao các ngươi bị bắt vào đây. Thưa ngài thống đốc, oan cho tôi quá. Tôi có tội tình gì đâu. Chỉ vì tôi bị đổ oan nên mới phải chịu cảnh ngục tù khốn khổ này. Thưa ngài, tên này là thủ phạm của một vụ cướp của giết người mang rợ cách đây hơn 10 năm mà. Ngươi bảo ngươi bị oan sao? Còn cậu? Thưa ngài, tôi cũng bị oan ạ. Chỉ vì phòng thân nên tôi mới bị bắt và phải chịu cảnh khổ sở này. Xin thống đốc xem xét. Cậu thì sao? Dạ, oan lắm thưa thống đốc. Tội của con cũng chẳng phải đáng ở tù khốn khổ như thế này. Đây là hồ sơ của hai phạm nhân vừa nãy. Các vụ án của họ đều đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động những năm về trước. Thế có nghĩa các ngươi đều vô tội, bị oan cả à? Vâng, điều oan uổng lắm ạ. Bọn con không phạm tội đến mức phải tống giam như thế này ạ. Mong thống đốc khoan dung ân xá. Ông lão kia thì sao? Ông chắc cũng vào đây rất oan uổng phải không? Thưa thống đốc, không ạ, lão ở đây là xứng đáng. Xứng đáng? Lão nói vậy là sao? Lão không thấy ai cũng kêu oan cả à? Lão nào dám kêu oan, vì lão thật sự có tội. Phải làm sao đây? Cứ hạn hán kéo dài, đất đai cằn cỗi, cũng chẳng ai còn thuê lão đầy tớ già này nữa. Khổ thân bà lão nằm liệt ở nhà, chỉ còn vài xu lẻ mà không mua nổi một ổ bánh mì cho bà ấy, mà còn thuốc thang nữa chứ. Mình không còn cách nào khác. Trộm! Bắt lấy tên ăn trộm! Không! À. Hả? Mình đã làm gì thế này? Thưa ngài, tội của tôi lớn lắm. Dẫu phải chết để đền tội, tôi cũng không hề cảm thấy oan uổng chút nào. Lão thật có tội lớn, không xứng đáng được ở chung với những người vô tội và bị oan kia. Ta sẽ tiếp tục thị sát ở các phòng giam tiếp theo. Còn bây giờ, ông hãy đưa tên ông lão này vào danh sách được ân xá đợt này. Sao cơ? Thưa thống đốc, sao ngài lại quyết định ân xá người đàn ông này?
Rõ là ông ta có tội và nhận tội mà. Ông ta phạm trọng tội nhưng là điều ngoài ý muốn. Hơn nữa, ông ta đang chịu một bản án rất thảm khốc từ chính lương tâm của mình rồi. Ông ta xứng đáng được ân xá. Còn những người kia, chúng một mực kêu oan, không biết ăn năn hối cải. Nếu được tự do, thế sẽ tiếp tục gây tội ác, cần phải giam giữ cải tạo thêm. Tôi hiểu rồi, ngài thống đốc. Sau khi ra khỏi đây, lão hãy sống thật tốt. Nếu có khó khăn gì hãy đến gặp ta, ta sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn ngài thống đốc. Không thể sống mãi. Vậy là thủ tục thừa kế đã hoàn tất. Chúc mừng cậu nha. Giờ cả cơ ngơi này là của cậu rồi. Cảm ơn cậu. Cậu có muốn đi dạo một vòng cùng tớ ngắm toàn bộ vùng đất của lâu đài không? Tuyệt, chúng mình cùng đi nhé. À, phải gọi là quản gia Mark đi cùng. Lão là người biết rõ vùng đất này nhất. Chà chà, giây phút này mới thật hạnh phúc làm sao. Thật không ngờ mảnh đất của tổ tiên lại trù phú, đẹp đẽ đến vậy. Nó còn đẹp hơn cả trong ký ức ngày còn nhỏ của mình. Đúng là mảnh đất này rất trù phú. Chúc mừng cậu thêm lần nữa. Giờ cậu đã có lãnh thổ rộng lớn của riêng mình. Kìa Johnny, sao bỗng nhiên cậu lại trầm tư vậy? Đứng trước cảnh sắc tươi đẹp này, bỗng nhiên mình lại có suy nghĩ. Suy nghĩ gì cơ? Giá như mình có thể mãi mãi làm chủ nơi này thì tuyệt vời biết bao. Thế mà mình chỉ có thể ở đây ngắm nhìn nó 50 hay 60 năm nữa thôi ư? Tiếc thay, sinh mệnh con người luôn ngắn ngủi. Suy nghĩ đó khiến mình cảm thấy buồn bĩu à. Đúng là đáng tiếc thật. Lão Mark, tôi đang nói lên mối lo âu của mình, vậy mà lão dám cười cợt như vậy à? Lão đừng tưởng được cha tôi coi trọng mà xem thường tôi. Lão nên nhớ, giờ tôi đã là chủ nhân nơi này. Lão đúng là quá đáng rồi. Mau xin lỗi cậu ấy đi. Kìa Nam Tước, cậu nóng nảy quá rồi. Lão đâu có ý coi thường cậu, mà chỉ muốn nói mấy điều nhỏ mà thôi. Vạn vật đều có quy luật của nó. Nếu như tổ tiên của cậu không ra đi, thì cậu cũng đâu có diễm phúc trở thành ông chủ trẻ như hôm nay. Kìa Lão Mắt, lão nói linh tinh gì thế? Tôi đâu có nói sai. Cứ để Lão Mắt nói tiếp đi. Mảnh đất này là cơ nghiệp của các thế hệ đi trước. Có cả cụ cố, ông nội và cha cậu. Họ đã đổ bao mồ hôi, nước mắt, cả máu xuống để xây dựng nên cơ ngơi này. Và hôm nay, cậu là người vinh dự được tiếp quản nó. Thay vì tiếc nối những điều xa xôi, cậu nên cảm ơn chân thành niềm tin của cha cậu. Bằng cách kế tục và gìn giữ nơi này thật tốt, như vậy chẳng phải thực tế hơn sao? Đúng là mình trách oan Lão Mát rồi. Lão Mát, giờ thì tôi đã hiểu vì sao cha tôi coi trọng lão đến vậy. Cảm ơn lão đã thẳng thắn với tôi. Cơ ngơi này tồn tại được đến ngày hôm nay cũng một phần nhờ công của những người như lão. Không có gì. Lúc đầu tôi vốn nghi ngờ quyết định của ông chủ khi giao cơ ngơi này lại cho cậu. Nhưng giờ thì tôi đã phần nào hiểu được vì sao cha cậu làm vậy rồi. Tiền tiết kiệm trong ví mẹ. Đào Tết đi các bác ơi. Tranh treo Tết giảm giá 30% này mọi người ơi. Gà sống đây. Các cô các bác ơi. Đẹp quá mẹ ơi.
đi nào con. Về nhanh không sắp tối rồi. Mẹ ơi, đôi giày có cái nào đẹp quá. Mẹ, mẹ mua cho con đi. Ừ, đẹp thật. Nhưng mẹ không mang đủ tiền. Mau về thôi con. Nào, hai chị em đưa mẹ xới cơm ăn trước, rồi còn học bài nữa. Ờ, không chờ ba hả mẹ? Ừ, chắc là cuối năm nên ba bận nhiều việc, chắc về nhà muộn hơn một chút. Hai chị em cứ ăn trước đi con. Ba về rồi đây, chào cả nhà. Chúng con chào ba ạ. Anh đi rửa mặt mũi chân tay đi cho mát rồi vào ăn cơm. Muộn thế này chắc cũng đói lắm rồi, cuối năm nhiều việc hơn hả anh? Thôi em à, cứ từ từ rồi tính, anh đi rửa mặt mũi chân tay đã. Chà, ba đói bụng quá, có ai muốn ăn thi với ba không nào? Ba ơi, Tết ba mua cho con đôi giày ở trên chợ thị trấn được không ạ? Hôm nay đi chợ cùng mẹ con nhìn thấy, đẹp lắm. Ờ, thế à? Vâng, đẹp lắm đó, ba mua cho con nhé. Tết này con chẳng cần gì cả, chỉ cần đôi giày ấy thôi. Ừ, cái này để ba xem. Lan, con như vậy là hư đó. Ba vừa đi làm về còn chưa được ăn gì, mà công việc hàng ngày của ba mẹ đều vất vả, kiếm được đủ tiền lo cho hai con cũng rất khó khăn rồi. Nhưng con thích đôi giày ấy. Đôi giày ấy rất đắt tiền, Tết nhất đến nơi rồi, nhà mình còn phải lo nhiều việc lắm con. Con đừng nhắc tới chuyện này nữa. Thôi nào, cuối năm đúng là nhà ta có nhiều việc quá. Để khi nào có nhiều tiền hơn, ba mẹ sẽ mua cho con đôi giày ấy nhé. Vâng ạ. Hả? Na, con làm gì thế? Mẹ. Na, ai cho phép con lục ví của mẹ mà không xin phép? Mẹ, vì con chỉ muốn em có một đôi giày làm quà năm mới. Mẹ đã nói nếu đủ tiền thì mẹ sẽ mua. Sao con hư thế lại lấy trộm tiền của mẹ? Con học cái thói xấu ở đâu ra vậy? Không phải đâu ạ. Con không bao giờ dám lấy tiền của mẹ. Mẹ nói khi nào đủ tiền sẽ mua cho em, nên con chỉ muốn bỏ thêm tiền trong ống heo của mình vào ví của mẹ, để mẹ có nhiều tiền hơn thôi. Sao? Con mẹ xin lỗi, mẹ đã bắn nhầm con rồi. Con đã tặng em một món quà rất đáng quý mà chắc chắn tiền không bao giờ có thể mua được. Con hãy cất tiền của con đi, mẹ nhất định sẽ mua cho em con. Người em trai. Xin mời các bác vào. Cho bàn bốn người đi ông chủ. Có ngay, có ngay. Alo. Anh đã ăn cơm chưa? Rồi, vừa lót dạ tạm cái bánh mì rồi. Anh ăn uống phải chú ý một chút. Đấy, ngày nào cũng bánh mì không tốt đâu. Ông chủ ơi, thêm bia đi. Ừ, anh biết rồi. Thôi vậy nha, quán đang đông khách lắm. Ông chủ ơi, thêm 6 bia nữa đi. Nhanh nhanh cái nào. Dạ có ngay đây ạ. Lại gì nữa đây? Ngày nào cũng chụp cú điện thoại. Chú không định để cho anh làm việc à? À, anh đã uống thuốc chưa anh? Khổ quá, anh đang bận. Tí rồi uống, vậy nha. Phiền phức quá. Đúng là hè có khác, bán từ sáng tới tối không kịp nghỉ. Thấy vui quá chú ơi. Làm ăn lúc nào cũng thế này thì tốt. Hey, phiền quá đi mất. Anh đây, chú làm gì mà cứ gọi suốt thế? Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, cũng uống thuốc rồi. Ừ, thế thôi nhé, anh đang bận lắm. Khổ, lại là thằng em. Cái thằng cù lần, nói mãi chẳng hết được một câu. Cả ngày chẳng làm gì, chốc chốc lại thấy gọi điện. Mà có việc gì đâu, có mỗi cái câu anh đã ăn cơm chưa. Có mệt quá không, nhớ uống thuốc nhé.
Nhà có hai anh em mà khác nhau quá, giá như nó nhanh nhẹn quạt bác một chút thì có phải mình đỡ hơn không? Mình đi thôi em. Alo. Anh ăn cơm chưa? Khổ lắm, ăn rồi, uống thuốc rồi, hỏi gì mà lắm thế? Thôi nhé. Ai thế anh? À, không có gì đâu, mình đi nhé. May mà có cô ấy, không mình đến rồ dại vì cái thằng em ngọc gạch của mình mất. Một tháng sau. Anh là... Tôi đến thăm anh Dũng. Sao, em sắp lấy chồng ư? Sao lại nhanh vậy? Mới tháng trước chúng ta còn đi chơi với nhau mà. Từ giờ anh đừng gọi cho em nữa, thế nhé. Tại mình giờ tàn phế nên cô ta bỏ mình thế này. Không, mình phải đứng dậy, phải như một người bình thường. Khi ấy cô ta sẽ phải ân hận vì đã... Em đâu rồi? Anh đau quá. Anh đã bảo không đi lại được, đi đâu để em chịu? Thôi mà anh. Chú ấy nói đúng đấy anh ạ. Anh phải nghỉ ngơi, còn gì cứ để chú ấy lo. Anh từ từ thôi, để em đỡ anh. Anh còn đang mệt, đừng cố nói nhiều, để em đi lấy cháo. Cái thằng cù lần, cả ngày chẳng làm gì. Cái thằng cù lần nói ngọng này, ngày trước anh vẫn hay gắt gỏng với nó, mong nó biến mất cho khuất mắt. Giờ không có nó, chẳng biết sẽ sống ra sao. Khoe khoang. Nè, Bình ơi, Bình, dậy đi. Mặt trời lên cao bằng con sào rồi. Hôm nay phải cày để còn bỏ phân nữa cơ đấy. Tôi... để cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi. Vẫn còn sớm chán mà. Cứ lười nhác thế này thì bao giờ mới khá lên được đây hả? Ôi trời, giàu nghèo thì chết có mang đi được đâu mà than với thở. Nè Teo, sao không mặc nhiều áo ấm vào? Mặc thế này không thấy rét hả? Đây là tất cả số quần áo nhà tớ rồi, làm gì còn nữa đâu mà mặc. Vậy hả? Thế không bảo mẹ cậu may cho miếng chăn làm áo mà mặc, chăn bông ấy, ấm lắm, như áo của mình đây nè. Nhà tớ không có chăn. Không có chăn ư? Nhà ai mà chả có chăn cơ chứ? Tớ đắp bằng rơm, mẹ bệnh cho một cái chăn to làm bằng rơm. Cũng ấm lắm đó. Vậy hả? Cha. Mày ra đây cha bảo. Dạ, có việc gì thế hả? Tèo à, lần sau không được nói thế nghe không? Sao hả cha? Con à, lần sau con không cần phải nói rõ về hoàn cảnh nhà mình đâu nhé. Nghĩa là sao ạ? Ừ, thì chẳng hạn như khi người ta hỏi là nhà mình đắp bằng gì, thì phải nói là đắp bằng chăn bông. Rất ấm áp chứ không được nói là đắp bằng rơm nghe chưa? Tại sao lại phải nói như thế ạ?
thì cứ nói thế có mất mát gì đâu. Cho nó sang cái miệng nghe không? Cho sang cái miệng? Hay quá! Vâng, con nhớ rồi ạ. Mình, dậy sớm sớm đi nhé. Hôm nay có các bác sang giúp đào hộ cái giếng đó. Được rồi, tôi dậy ngay đây. Dậy luôn đi nhé, đừng có nấn ná thêm nữa đó. Chào các bác, quý hóa quá. Thôi chết, để người ta thấy mình đắp chăn rơm, các bác ấy lại cười cho. Chú Sâm, chúng tôi đến rồi đây. Chào hai bác, mời hai bác ngồi đây uống chén nước đã. Thằng Tèo đâu? Rót nước mời hai bác nào. Cháu chào hai bác. Ừ, Tèo ngoan quá. Cha ơi. Gì thế? Ở trên áo cha có sợi bông kìa. Kìa, rõ là cọng rơm, sao cháu lại gọi là sợi bông? Dạ, vì cha cháu dặn là khi nói chuyện với người khác không được bảo nhà cháu đắp chăn rơm mà phải nói là chăn bông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.